Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Cao Phong chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Những khó khăn của người dân khi thiếu nước sinh hoạt. Số người chết vì dịch coronavirus mới ở Trung Quốc đã vượt qua số người chết trên toàn thế giới do dịch SARS năm 2003. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, huyện Cao Phong đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch bệnh này hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những người đi làm ăn xa ở nước ngoài trở về địa phương trong thời điểm này trên địa bàn toàn huyện, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Phong, huyện Cao Phong có 27 lớp với gần 700 học sinh. Do địa bàn rộng nên học sinh của nhà trường đang được học tại 2 điểm trường trung tâm và 4 điểm trường lẻ. Trong thời gian này, khi các em học sinh được nghỉ học, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã Bắc Phong phun hóa chất khử khuẩn chloramin B0,25% cho toàn bộ nhà trường, đồng thời thực hiện kế hoạch trực hàng ngày để tiếp nhận thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh nghỉ học. Nhà trường cũng có nhiều các cái biện pháp để tuyên truyền tới phụ huynh qua các kênh thông tin. Thứ nhất là qua điện thoại, thứ hai là qua cái chương trình phát thanh của các xóm. Thì nhà trường cũng thường xuyên là phối hợp với ban chỉ đạo của xã và các xóm để thường xuyên là tuyên truyền tới gia đình, phụ huynh học sinh và cũng thường xuyên nắm bắt các cái thông tin của học sinh trong thời gian các em nghỉ ở địa phương. Nhà trường cũng căn cứ vào các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên và thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường và phân công các đồng chí trong ban chỉ đạo là thường xuyên là trực và giám sát nắm bắt thông tin. Ngay từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, huyện Cao Phong đã tập trung chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong đó đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và ban hành quyết định phân công trách nhiệm cho các thành viên. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được tăng cường, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến các xã thị trấn. Tất cả các cơ quan từ huyện đến xã và các trường học đều phải khử khuẩn. Đến nay thì 100% đã hoàn thành việc khử khuẩn lần 1. Huyện Cao Phong cũng đã in 14.000 tờ rơi tuyên truyền phương pháp phòng chống dịch phát cho các hộ dân, in 12 băng rôn, 11 đĩa truyền thông, tuyên truyền treo tại các chợ và khu vực có lễ hội. Ăn chín uống sôi này, xong bắt đầu rửa tay sạch sẽ bằng cái nước xà phòng đấy thì mình bảo vệ cho bản thân mình cùng gia đình nhà mình. Mình có nghe như thế nào, ho hay là nhức đầu như thế nào, mình cũng phải lên trên trạm để trạm nó kiểm tra cho mình. Là huyện có số lượng người dân đi làm ăn xa tại nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, bên cạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Cao Phong còn tăng cường rà soát và theo dõi sức khỏe các công dân có đi đến và ở từ vùng dịch trở về địa phương. Những người này đấy là chúng tôi tổ chức tiến hành kiểm tra y tế bước đầu đấy, và đặc biệt chúng tôi tuyên truyền cái việc tự cách ly, tự báo với lại chính quyền địa phương ở xã và cơ quan y tế, và chúng tôi đã ban hành cái đường dây nóng để người dân biết và liên hệ trực tiếp với lại đường dây nóng khi có hiện tượng hay là có người nhà, người thân mà liên quan đến đi làm ăn từ học tập từ Trung Quốc hoặc là những cái nơi gần vùng ổ dịch về. Đến nay, huyện Cao Phong đã tạm thời cấp 200 triệu đồng mua bổ sung thêm một số các trang thiết bị y tế, chuẩn bị các phương án bảo hộ phòng chống dịch bệnh, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xảy ra và lây lan ra diện rộng. Theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, diễn biến và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, các nhân viên ngân hàng có thể sử dụng khẩu trang khi thực hiện giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nếu cần thiết, không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở như đã quy định trước đó. Đối với các giao dịch, hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời bỏ khẩu trang để nhận diện. Quá trình giao dịch vẫn phải đảm bảo an ninh kho quỹ, an toàn tiền mặt. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách hàng có thể tiếp tục đeo khẩu trang.
Hiện tại, nhiều ngân hàng trong tỉnh đã trang bị sẵn khẩu trang, dung dịch nước rửa tay cho khách hàng đến giao dịch, sử dụng nếu có nhu cầu. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Năm 2020, tỉnh Hòa Bình phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 43.000 tỷ đồng, trong đó tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tháng 1 năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 24,53% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sự phát triển lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh. Để đạt được mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020, các ngành, các địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đưa công nghiệp trở thành khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn. Đối với các khu cụm công nghiệp, quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tập trung các nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng ngoài hàng rào khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ số xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới khoảng 85 xã. Đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Duy trì phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí về số tiêu chí bình quân chung của một xã là từ 15 tiêu chí một xã trở lên, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Phấn đấu huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Các xã cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn. Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt 36 triệu đồng một người một năm trở lên. Theo Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 1 năm 2020, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh là hơn 458 tỷ đồng, trong đó số nợ khó thu là khoảng 210 tỷ đồng. Ngành thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đúng thủ tục, trình tự theo quy định. Trong đó, chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn, phối hợp với cơ quan thuế, duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng thuế, phối hợp chặt chẽ với kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về nợ thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cũng sẽ thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế theo quy định, tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để thời gian nợ kéo dài, gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Phấn đấu tổng số tiền nợ thuế không vượt quá 5% so với số thu thực hiện trong năm 2020. Sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh đã được giám sát chặt chẽ, diện tích bị thiệt hại do hành vi phá rừng trái pháp luật đã giảm đáng kể. Từ năm 2017 đến nay, việc khai thác, tận dụng gỗ chỉ thực hiện đối với diện tích rừng được phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch. Công tác ngăn ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi phá rừng được các cấp các ngành quan tâm. Lực lượng kiểm lâm đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến nay, tỷ lệ đất có rừng toàn tỉnh là hơn 229.600 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 51%. Từ năm 2011 đến nay, huyện Kim Bôi đã xây dựng sửa chữa nâng cấp được 98 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 8 ngầm 7 cầu với tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện trên 506 tỷ đồng. Các tuyến đường giao thông sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương. Đến nay, toàn huyện Kim Bôi đã có 23 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có được là do huyện Kim Bôi tranh thủ các nguồn vốn, đặc biệt là việc quy định cụ thể cơ chế mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Qua đó đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong việc hiến đất và tài sản trên đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Năm 2020, tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông như tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo chuyên đề,
chú trọng tuyên truyền trong các trường học, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi có thông báo của cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh hoạt động trạm cân lưu động, kiểm soát tải trọng phương tiện tại quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm đối với các phương tiện cơi nới để chở quá tải trọng cho phép. Phần tiếp theo của chương trình thời sự ngày hôm nay, những khó khăn của người dân khi thiếu nước sinh hoạt. Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn hộ dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, đang được sử dụng nước hợp vệ sinh, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tuy nhiên, cũng còn nhiều địa phương người dân chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh hoặc công trình nước sạch chưa phát huy hết hiệu quả, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình bà Bùi Thị Xuân sống ở xóm Thượng, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi đã gần 8 năm. Đây cũng là thời gian gia đình chị sống trong điều kiện thiếu nước sạch sinh hoạt. Mọi việc từ tắm giặt, ăn uống hàng ngày đều sử dụng nguồn nước tự dẫn từ khe núi về. Đứa con chưa đầy 1 tuổi của chị cũng được pha sữa nấu ăn từ nguồn nước này. Chị rất lo lắng bởi nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Gia đình tôi chưa sử dụng nước ở khe suối ạ. Gia đình của tôi ở chỗ thung lũng nên chả có nước sạch, cũng không biết sạch hay không, nên sử dụng thấy hay bị ngứa, nổi nhiều cái con gì bé bé ạ. Mong muốn của tôi là có nước sạch ạ, để sử dụng cho an toàn ạ. Cái nguồn nước của bà con ở đây sinh hoạt hàng ngày ấy, thì chủ yếu là bà con là bằng nước khe suối thôi, là bằng dẫn bằng dây tiêu ô về để sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Còn cái mong muốn của bà con đây thì rất là mong Đảng nhà nước quan tâm để tạo điều kiện là có cái nguồn vốn nào để có cái hệ thống nước sạch cho bà con có nguồn nước sinh hoạt ổn định, đặc biệt vào mùa khô. Trên địa bàn tỉnh hiện có 303 công trình cấp nước tập trung và các công trình cấp nước nhỏ lẻ với kinh phí đầu tư không nhỏ từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Theo thống kê, trong số đó có tới 30% công trình đang hoạt động không hiệu quả. Nguyên nhân là do ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo quản công trình, đường ống nước chưa cao. Chính quyền cấp xã sau khi được giao, tiếp nhận quản lý, khai thác vận hành công trình còn chưa quan tâm sâu sát. Trong đó, nguồn vốn cho duy tu bảo dưỡng thường xuyên không có, dẫn đến các công trình bị xuống cấp hoặc hư hỏng hoàn toàn chỉ sau một thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, các công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh chủ yếu là các công trình nước tự chảy, nên khi nguồn nước cạn kiệt cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của các công trình. Trước đây thì cũng được sự quan tâm của nhà nước thì xây cái bể nước sạch cho cả xóm nói chung và các cái hộ gia đình. Hiện tại bây giờ thì các cái bể nước đã hỏng thì hiện tại là gia đình thì cũng phải mắc cái nước mó để dùng. Còn về cái mong muốn của xóm cũng như là các hộ gia đình thì bây giờ thì đối với các hộ gia đình thì cũng đã xây các cái bể nước để chứa nước. Về cái đường ống cũng như là cái bể lọc ở trên nguồn là chưa có. Thì có điều kiện thì cũng làm được bể cá nhân thì tích trữ được khoảng 1 khối nước hay là 2 khối đổ lại. Thì còn ra thì có các hộ thì cũng chưa có điều kiện thì còn rất là khó khăn về sinh hoạt, về nước uống ạ. Còn cái bể tập thể, bể cộng đồng của nhà nước làm. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, các ngành chức năng cần chỉ đạo nhà thầu và chủ đầu tư khảo sát thiết kế kỹ các dự án xây dựng công trình nước hợp vệ sinh trước khi xây dựng. Hướng tới không xây dựng các bể tập trung mà lắp đặt các đường ống đến từng hộ dân và lắp các đồng hồ để đo đếm nước nhằm nâng cao ý thức của người dân cũng như đóng góp một phần kinh phí cho việc duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, thuê công nhân vận hành, quản lý máy tại công trình. Tuy nhiên, phần kinh phí này là do địa phương tự xây dựng để phù hợp với hoàn cảnh và tính chất của từng vùng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ, quản lý và vận hành các công trình nước sạch sau đầu tư, để mỗi một công trình phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống cho người dân vùng hưởng lợi. Số người chết vì dịch coronavirus mới ở Trung Quốc đã vượt qua số người chết trên toàn thế giới do dịch SARS năm 2003.
Cơ quan y tế tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã báo cáo 81 trường hợp tử vong mới vào thứ Bảy, đưa số người chết lên 813. Sự bùng phát của SARS hay hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng năm 2013 đã cướp đi 774 mạng sống trên toàn thế giới trước khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố chấm dứt. Cũng liên quan đến dịch bệnh này, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết lãnh đạo nhóm nghiên cứu của tổ chức này sẽ tới Trung Quốc để giúp tìm ra cách ngăn chặn sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng do coronavirus mới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom đã đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông cho biết các thành viên khác của nhóm điều tra sẽ tham gia sau đó và nhóm sẽ làm việc với các chuyên gia địa phương để nghiên cứu tình hình. Giám đốc điều hành của chương trình cấp cứu sức khỏe của WHO Michael Ryan trong khi đó cho biết số lượng các trường hợp mới được báo cáo từ Hồ Bắc đã ổn định trong 4 ngày qua. Ông nói rằng điều này có thể phản ánh tác động của các biện pháp kiểm soát được đưa ra, nhưng ông nói thêm cũng có rất nhiều trường hợp nghi ngờ vẫn đang được xét nghiệm. Ủy ban Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng sự sụp đổ kinh tế ở Trung Quốc từ sự bùng phát của coronavirus có thể lan sang nền kinh tế toàn cầu. Fed đã đệ trình một báo cáo chính sách tiền tệ lên Quốc hội Mỹ hôm thứ Sáu. Báo cáo lưu ý rằng sự không chắc chắn xung quanh ổ dịch đã gây ra nhiều tuần biến động của thị trường và khiến giá dầu thô giảm. Fed gần đây nói rằng rủi ro đối với nền kinh tế Mỹ đã giảm đi cùng với việc giảm bớt các xung đột thương mại với Trung Quốc. Hôm thứ Bảy, thông qua các cơ quan thông tấn nhà nước, chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết các lực lượng của họ đã nắm quyền kiểm soát Saraqib, một thị trấn chiến lược ở tỉnh Idlib. Trong khi đó, cơ quan quan sát nhân quyền Syria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ lực lượng đối lập, đã thiết lập một số vị trí quân sự gần tiền tuyến, bao gồm ở Tantanat, cách Saraqib 15 km về phía Bắc. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng truyền thông địa phương nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai lực lượng trên bộ đến Syria. Hồi đầu tuần, 8 người Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả các binh sĩ đồn trú tại Syria đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ ông Assad. Những diễn biến mới nhất đã làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng giữa chính phủ Syria và các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia tăng. Lễ hội truyền thống của Venice, Ý đã khởi động. Người dân trong thành phố đang ăn mừng khi họ cố gắng đảo ngược sự chậm lại trong du lịch địa phương. Carnival của Venice bắt đầu vào tối thứ Bảy. Phần đầu tiên của sự kiện là một cuộc diễu hành trên mặt nước. Chủ đề của năm nay là trò chơi, tình yêu và sự điên rồ. Những người tham gia đã trang điểm độc đáo và mang các trang phục lộng lẫy khi họ đi thuyền dọc theo một con kênh trên thuyền. Người dân địa phương và du khách du lịch đã say mê với các màn trình diễn khiêu vũ và lửa. Lịch sử của lễ hội bắt nguồn từ thế kỷ 11 và thu hút một lượng lớn khán giả mỗi năm. Nhưng du lịch ở Venice hiện đang trong tình trạng suy sụp. Vào tháng 11 năm ngoái, thành phố đã bị ảnh hưởng bởi thủy triều cao kỷ lục làm ngập nhiều tòa nhà. Sự lây lan của coronavirus mới có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương. Hệ thống khách sạn đã phải chịu một làn sóng hủy bỏ lịch đặt. Người dân trong thành phố hy vọng số lượng khách du lịch sẽ tăng trở lại trong mùa lễ hội. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, trước đó Trung Quốc đã tạm dừng thông quan hàng hóa với Việt Nam. Tình trạng này đã khiến cho xuất khẩu nông sản sang thị trường này gặp nhiều khó khăn, nhất là sản phẩm hoa quả. Đặc biệt, đã có nhiều container chở dưa hấu, thanh long thuộc vùng Tây Nguyên phải quay trở lại bán tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với phương châm cùng cộng đồng chung tay giải cứu cho nông sản, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã góp sức giúp mặt hàng này được tiêu thụ. Phần cuối của chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi nội dung phóng sự sau. Với những thông tin về nông sản xuất sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, bà Trần Thị Hằng ở phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình đã tìm đến điểm mua giải cứu nông sản trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Với giá dưa hấu chỉ từ 5 đến 10.000 đồng một kg, nhưng với bà Hằng, mua dưa hấu không chỉ là để phục vụ nhu cầu của gia đình mà còn giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với người nông dân khi mà nguồn đầu ra sản phẩm đang gặp khó khăn. Trong những lúc bà con gặp khó khăn như thế này ấy, thì mỗi người một chút chúng ta chung tay giúp đỡ để bà con bớt khó khăn. Những ngày vừa qua trên các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh, bài viết về các xe container chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ tại các cửa khẩu do bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đã có nhiều xe container phải quay trở lại các tỉnh thành để nhờ sự trợ giúp của người dân nhằm giải cứu lượng hàng hóa lớn này. Tại nhiều cửa hàng,
chợ hay một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã xuất hiện nhiều điểm bán dưa hấu với tấm bảng băng rôn giải cứu nông sản cho nông dân chỉ có giá từ 5 đến 8.000 đồng một kg. Đặc biệt, các điểm bán không vì lợi nhuận hay lý do buôn bán mà thể hiện sự chia sẻ với người nông dân cũng như kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ. Cái việc tiêu thụ dưa của người nông dân rất là khó khăn, vì vậy mà cửa hàng mình ấy đã nhập tổng tất cả là 10 tấn dưa để bán. Và mình đã đăng lên trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ người nông dân trải qua cái giai đoạn khó khăn như thế này. Và trong thời gian tới thì mình và các bạn của mình vẫn tiếp tục đăng lên trên Facebook để kêu gọi mọi người ủng hộ người nông dân trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn này. Giống như quả dưa hấu, quả thanh long cũng là một trong những sản phẩm hoa quả chiếm tỷ trọng lớn phục vụ thị trường Trung Quốc cũng đã bị ùn tắc tại cửa khẩu. Việc chung tay giúp đỡ của cộng đồng đã giúp phần nào cho người nông dân tại tỉnh thành vùng Tây Nguyên sản xuất hàng hóa không tiêu thụ được do dịch bệnh gây ra. Thì thôi giải cứu thì cũng đem lại niềm vui cho nông dân, thì người ta gỡ một ít coi như gốc đỡ, người ta đỡ lỗ vốn, đỡ khổ thân người ta, giải cứu cho người ta cho đỡ được tí nào hay tí đấy. Hiện nay tại một số cửa khẩu, hàng hóa đã được thông quan sang Trung Quốc. Tuy nhiên với diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay thì việc xuất khẩu nông sản có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội trong việc giải cứu nông sản để giúp người nông dân tại vùng Tây Nguyên giảm bớt đi những khó khăn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ website hoabinhtv.vn hoặc qua kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.